Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức phát động toàn ngành quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại. Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh đã kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cùng chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 3 và mưa lũ gây ra, nhằm phát huy tinh thần tương thân tương ái của dân tộc Việt Nam qua hai đợt vận động trong thời gian 3 ngày. Tập thể công chức, viên chức, người lao động Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh đã quyên góp được 707 triệu đồng, trong đó đợt 1 vận động được 313 triệu, đợt 2 là 394 triệu đồng. Ngay sau khi tiếp nhận, lãnh đạo Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh đã trao toàn bộ số tiền hỗ trợ cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh để tiếp tục hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng do bão lũ. Sự đóng góp này mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, phát huy truyền thống đoàn kết của dân tộc, góp phần tiếp thêm động lực cho những người dân bị ảnh hưởng bão lũ sớm khắc phục khó khăn, khôi phục sản xuất và ổn định đời sống.